Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha mọi người. Biết chưa, chào mọi người. Chào mọi người. Thì hiện tại chỗ Lộc là đang mưa mọi người, nên là sáng giờ Lộc không có làm được để quay cái hành trình cái căn nhà. Thì đỡ ngày mai hết mưa thì Lộc sẽ quay nha mọi người. Còn hôm nay á thì hồi sáng mé mua giùm cho Lộc một mớ bắp bò nè mọi người, nên là Lộc Dương bé chơi chuẩn bị sẽ làm cái món gì để mời mọi người ăn. Thì thằng Tý thì nó đang đi mua gia vị đồ này kia, chút nó về rồi sẽ bắt đầu làm luôn. Còn bây giờ thì Lộc sẽ quay cái căn nhà cho mọi người xem nó đã tiến triển tới đâu rồi nha mọi người. Thì do là có cái căn nhà ở đây nè, là nên đồ đạc đồ không có treo được ở trước đây, nên là nó hơi nhiều, có gì mọi người thông cảm nha. Rồi Lộc sẽ đi vô căn nhà cho mọi người xem. Thì nói chung là giờ cất lên thấy nó cũng rộng lắm mọi người, chứ nó cũng không có chặt gì hết á. Đó thì hồi bữa đổ bê tông đây á, cái video trước á, thì ngày hôm qua thì bê mà thì cũng có xây lên 7 lớp gạch nè, còn 5 lớp nữa là đụng cái mái tôn. Thì Lộc sẽ làm căn nhà nữa, cái mái tôn nó sẽ xuôi về trước nha mọi người. Đó, đang mưa luôn á, mưa sáng giờ mưa quét trời luôn mọi người. Đó, còn ở trước đây nè, thì hôm Lộc dạy học á thì Lộc có đổ bê tông máu vừa đổ hồi hôm đây thôi, tính là sáng nay gỡ hai cái mặt hai bên ra để xây luôn, nhưng mà mưa quá không xây được nè. Còn dàn giáo á thì Lộc chỉ có hồi bữa Lộc mua có hai bộ thôi, đây là hai chân nè, đó bê chân, đây là toàn bộ bê chân bắt cái dàn đó nè. Còn ở đây chân nữa là bốn chân, là hai bộ nè. Lộc tính mua thêm hai bộ nữa mà mất công quá mọi người, bây giờ mua hai bộ nữa sau này nhiều quá rồi không có chỗ đỡ vàng, nên là đỡ thiết kế cái gì đó để xây lên cho cái ở sau đây nè mọi người, xây lên bắt vàng lên xây cao hết được rồi. Về thôi, bây giờ Lộc với bé Tư sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Thì cái thịt bò này á thì Lộc sẽ làm thịt bò nướng cao nha mọi người, để cuốn với cái xà lách này. Đó, thì con bé Tri nó đang đặt xà lách, thì bây giờ Lộc sẽ cắt cái thịt bò ra nha. Thịt đây là thịt bắp bò, nói chung là Lộc cắt trên đây cho nhìn cho nó sạch sẽ. Hồi giờ Lộc chưa có ăn thịt bắp bò nướng luôn, hôm nay làm thử coi thử nó làm sao. Cái dao này thì Lộc báo mài giờ nó biết hết. Đó, chắc lát lát rồi rè. Hồi dùng cái chơi ăn bắp bò nướng chưa? Chưa. Hồi giờ chưa ăn không? Chưa nghe luôn nè. Chưa nghe thịt bắp bò nướng luôn không? Dạ. Hồi giờ thì có thịt heo nướng, rồi thịt bò nướng, nhưng mà thịt bò. Còn đây là thịt bắp bò nướng thì hồi giờ là cũng chưa thấy luôn. Lộc mới vừa cắt thịt ra xong một tô rồi nè mọi người. Thì cái đây là cái chén gia vị trao, trong đây có ớt nha mọi người. Còn cái đây là con bé Chi nó mới rửa xong cái rổ rau nè. Còn đây nè, còn Tí nó đang là làm cái than bỏ vô xe rù nướng luôn nha mọi người. Đó, bây giờ Lộc sẽ đổ cái thịt này vô nè. Đó, nãy là Lộc tính đổ nguyên cục luôn mà thôi, xắt ra ăn nướng cho nó nhanh mọi người. Lộc sẽ bỏ trao vô nha, bởi tí tờ cho bữa rút kinh nghiệm, mà bữa đổ nhiều quá nó mặn đó. Mình sẽ đánh lên nướng mưa ớt á thì cái thịt nó sẽ bị khô, nên là Lộc quyết định là nướng chao cho nó, cái miếng thịt cho nó ướt ướt cho nó ngon. Đù công nhận nó cũng thơm á mọi người. Nói chung là Lộc tẩm gia vị nó kiểu nó điều ăn thôi, chứ bữa cái tẩm có khi nó mặn á, đổ nhiều quá nó mặn, rồi chấm muối ớt nữa ăn nó đúng mặn luôn. Thì Lộc mới vừa bắt cái nồi nữa nè mọi người thấy không, bây giờ Lộc sẽ bắt đầu nướng nè. Lộc chuẩn bị chị sẽ nướng nha mọi người.
Bắp cồi đâu chi? Lấy bắp cồi ra. Bắp cồi nãy đâu? Thì chỗ lọc bây giờ đang mưa lớn quá mọi người, không biết mọi người có nghe rõ không? Thì cuối cùng Lộc cũng đã làm cái món thịt bò nướng này xong rồi mọi người. Do là đang trời mưa to nên Lộc phải cầm cái mic này đỡ gần để nói cho mọi người rõ nha mọi người. Thì để Lộc bưng lên cho mọi người xem nè. Đó, cái đây là thịt bò nè mọi người. Nói chung là thịt bò mình nướng đừng có vàng quá, nó sẽ bị dai nha mọi người. Nên Lộc sẽ nướng kia cho nó tái tái chút mà nó cũng hơi vàng vàng. Đây là bắp cồi nướng nè. Còn đây là dưa nè, dưa Lộc cắt ra mọi người. Đó, bây giờ Lộc sẽ đeo ra đây, mọi người không biết nghe rõ có thông cảm nha. Thì hôm nay là có Lộc về thằng Tí về với Chi ăn thôi nha mọi người. Thì mưa gió ăn cái này thì nó rất là ngon luôn á. Thì đây là cái chén muối chanh với Chi nó mới làm nè mọi người. Bây giờ Lộc sẽ cuốn một miếng thịt. Nhìn trong điện thoại nó tá gì ở ngoài nó cũng vàng lắm nha mọi người. Lộc sẽ cuộn lại nha. Cuộn một trái bắp cồi nữa. Rồi Lộc chấm vô. Mời mọi người nha. Ồ, ngon mọi người. Giờ tá quyền con bé Chi nó mời mọi người nha mọi người. Do nó ồn quá, trời mưa này cũng vui mọi người, vừa quay vừa nó ồn thì cũng vui. Rồi chấm đi. Rồi. Dai không? Lộc ăn Lộc có thấy dai đâu trời. Cái dai không? Đâu có dai đâu mà mấy Chi nó cắn là nãy giờ không được ta. Mấy Chi ăn hết miếng đi. Rồi mời mọi người miếng nữa coi thử sao. Dai không? Chứ sao nãy cắn không đứt nở. Ăn tiếp đi. Thịt bò thường thường mình làm tái tái này ăn nó đỡ dai hơn nha mọi người. Mọi người thấy không? Nướng chao, Lộc nướng chao nha mọi người. Đó, không biết Chi cuộn lại. Đó. Rồi. Đồ, cái Chi nó cắn cái miếng thịt mà thấy khó thì coi cho giờ tao tí ăn lại. Rồi chấm đi. Đây. Thì trời ơi đang mưa nè mọi người. Đó thì Lộc lấy cái bạc lên nè. Mưa lớn lắm.
với hai đứa em thì ăn cũng xong rồi mọi người. Thì cái thịt này á, thịt bò này á, lúc đầu ăn miếng đầu thì nó ngon, đù sâu ăn nó dở nạt rồi mọi người. Cái mùi nó, cái mùi nướng chao, cái thịt bò, thịt bắp bò mà nướng chao ăn đúng dở luôn. Thịt đỡ nó nguội thì nó dai, lúc đầu nóng mà thì ăn nó không dai, mà đỡ nguội thì nó dai. Công nhận là thịt bắp bò mọi người đừng có nướng chao, bắp bò nướng ăn nó dai nhất và nhờ mà nó cái mùi nó dở nạt rồi nha mọi người. Lập quay ăn rồi đó, đọc góp ý cho mọi người biết luôn đó. Thì còn một mớ thịt đây nè mọi người, thì cái thịt này á thì chắc là Lập sẽ làm cái gì lại để ăn cơm nha mọi người. Thì còn cái đóng á, không biết chơi thấy nó sao. Ờ, nó dở nạt à, tí thấy ăn cũng dở nạt à. Ban đầu anh ăn miếng đầu thì nó không dai rồi, sâu rồi nó mùi rồi dai luôn. Để thôi, nói chung là do ở ngoài kia mưa quá nên Lập không có kết thúc được mọi người. Thì Lập vô đây cho nó đỡ ồn quá. Thì thôi Lập xin kết thúc video tại đây, và cũng luôn cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Lập nha mọi người. Và thôi bây giờ hẹn mọi người trong video sau. Lập chưa nói cái này. Thì hôm bữa thì các bạn góp ý là lúc đầu qua đừng có chào mọi người vui vẻ nữa. Mà Lập đăng cái video vừa rào lên thì mọi người kêu là mọi người thích cái câu đó. Đó nên là Lập sẽ tiếp tục. Đó nên là hôm nay Lập sẽ rút kinh nghiệm là những cái câu gì mà nó các bạn góp ý mà ok thì Lập sẽ làm theo. Còn nếu mà ấy thì Lập sẽ không ấy nha mọi người. Thì mọi người cứ góp ý cho Lập nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người cái video sau. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.